Hello mọi người. Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ phân tích một đôi lát về thị trường của Bắc Giang, về cái sự phát triển vùng kinh tế trọng điểm của Bắc Giang để chúng ta có đầu tư ở đây thì chúng ta biết tìm vùng mà đầu tư. Chứ chúng ta có nghe sóng rồi đến chúng ta đi đầu tư những cái chỗ mà nó không phải động lực tăng trưởng ấy, là đủ đỉnh là sẽ ngồi tập 5, 7, 10 năm là chuyện bình thường. Cho nên là thời điểm này là thời điểm rất là quan trọng, rất là nhạy cảm để chúng ta, một là chúng ta xác định lại xem là các cái mảnh đất, các cái bất động sản của chúng ta ở những cái vùng đấy có động lực tăng trưởng gì, và nếu nó không phải ở vùng động lực tăng trưởng gì thì chúng ta phải xem là cái giá nó như thế nào rồi, và cái xác suất rồi là cái rủi ro lớn nhất của nó là gì, xác suất lên giá là bao nhiêu phần trăm, xác suất rủi ro lớn nhất ngồi đấy là bao nhiêu năm đấy và bao nhiêu lâu đấy, ví dụ vậy. Chúng ta đưa ra những điều đó thì nó sẽ hiệu quả, được chưa? Nên là phải dựa vào gì, phương án phát triển vùng kinh tế trọng điểm tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Đây là cả toàn bộ tỉnh Bắc Giang, chỉ có mỗi cái lục, cái huyện Lục Ngạn và cái huyện Sơn Động ở đây thì do là tỉnh Bắc Giang này to quá nên là cắt bớt đi thôi, được chưa? Thế thì đây là cái mà để đầu tiên để mình nói luôn đây là gì, đây là video mang tính chất cá nhân, quan điểm cá nhân của mình chia sẻ cho anh em. Cái điểm đầu tiên, thứ hai là mọi người thấy nó phù hợp, thấy nó đúng, thấy nó hợp lý, phù hợp với cá nhân mọi người thì mọi người dùng, không thấy thì mọi người bỏ qua. Còn mọi người mà muốn học thêm về cái này thì có thể vào những cái lớp coach của mình, thì mình sẽ chỉ chi tiết cho mọi người các cái này và cung cấp những cái bản đồ quy hoạch như này, và cung cấp quan trọng hơn nữa là chỉ cho mọi người cái cách đi thực tế tìm nó ở khu vực này. Thứ hai đó là làm sao biết được cái quy mô rồi là cái thời gian đấy họ triển khai như thế nào, thậm chí là cái đơn vị nào, cái nhà đầu tư nào sẽ triển khai ở đây đấy, thì chúng ta phải nhìn như vậy để chúng ta đầu tư làm sao cho nó hiệu quả. Đấy, tìm đúng chỗ, tìm đúng nơi đấy, rồi chọn đúng thời điểm, chọn đúng dạng bất động sản thì nó mới hiệu quả được, rồi tối ưu bằng đòn bẩy, tối ưu bằng tăng giá trị bất động sản, vân vân, đúng không? Nên là chúng ta nhìn nhận ở đây nó chỉ là một cái tính chất tham khảo, bởi vì trên một cái video ngắn là mình không thể nói nhiều được cả, mình không thể nói kỹ được cả, và mình chỉ đưa cái cơ bản và cái tính chất tốt nhất cho mọi người để mọi người lấy cái dữ liệu đó để đưa ra được cái chiến lược đầu tư cho mình thôi. Đầu tư thì phải đầu tư vào đúng cái vùng trọng điểm thì người ta mới phát triển, như đầu tư cái chỗ vùng không trọng điểm thì làm sao mà phát triển được, đúng không? Chúng ta đầu tư phải đúng giữa trung tâm chẳng hạn, có động lực tăng trưởng chẳng hạn, có động cơ tăng trưởng chẳng hạn, đúng không? Đầu tư bất động sản công nghiệp thì phải chỗ đến mà có nhiều khu công nghiệp chẳng hạn, khu công nghiệp có những là quy hoạch của tương lai mà là quy hoạch bây giờ, hiện tại bây giờ đang phát triển chẳng hạn, đây có đơn giá đấy nó như thế nào, vân vân, đúng không ạ? Được chưa? Thì mọi cái là mọi người nhìn thấy cái sự tham khảo ở đây đấy. Cái vùng kinh tế trọng điểm nghĩa là gì, là tỉnh Bắc Giang muốn phát triển khu vực đó để thu hút nhiều GDP, giống như bây giờ mọi người mà đầu tư nhiều cái trồng nhiều cái ruộng lúa, trồng nhiều cái vườn cây chẳng hạn, thì mọi người cũng sẽ phải biết là cái ruộng nào là ruộng chủ lực, cây nào là cây chủ lực, đúng không? Trong một cái vườn đấy cũng thế thôi, cây nào là cây ăn trái, cây nào là cây ăn rau, cây nào cây phía dưới, đúng không? Thì cái vùng kinh tế trọng điểm nó cũng thế, thì tỉnh Bắc Giang sẽ làm như vậy. Thế thì mọi người nhìn thấy các cái quẹt này không, các cái quẹt này không, đó chính là cái vùng trọng điểm của họ đấy, đó chính là cái vùng trọng điểm của họ phát triển đấy, mọi người nhìn đấy, bản đồ quy hoạch đấy, đấy thì chúng ta nhìn đấy là chúng ta biết, đúng không? Đấy, đấy thì đấy có cả ký kiếp đấy, để hết đấy thì có gồm bốn đường. Đường đầu tiên, một là cái đường này là chạy theo cái quốc lộ chạy lên Lạng Sơn nhá, chạy lên Lạng Sơn đấy, đường đi Lạng Sơn. Về thứ hai đây, về này ôm anh Bắc Linh và một ít đâm thẳng thẳng Hà Nội đây này. Về thứ ba là đây, từ thị xã Hiệp Hòa dẻo xuống bên này, chạy sang bên này, bên Lục Lan. Đấy thì là à, thứ ba ở đây, thứ tư ở đây. Đấy. Bốn khu mọi người nhìn thấy đúng không? Bốn khu. Cái điểm đầu tiên, thực ra nhìn ở đây có rất nhiều những cái hiệu ứng đầu tư, nhưng mình chỉ một vài cái hiệu ứng đầu tư trước để cho các bạn có thể tham khảo thôi. Ví dụ nhìn vào cái trọng điểm này, chúng ta sẽ biết được cái con đường số 2 này, cái con đường trọng điểm số 2 này nó giống như ở con đường tơ lụa ấy, giống như đây là một cái mảnh đất, một cái vùng để làm kinh tế chẳng hạn. Thì cái số 2 này nó có rất nhiều, nhìn thấy rất nhiều cái gì, điển hình đầu tiên khu công nghiệp xung quanh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bên cạnh, 8, 9, 10 cái khu công nghiệp. Mà màu tím thì chúng ta nhìn thấy là gì, màu tím thì chúng ta nhìn thấy là gì, là cái quy hoạch này là nó đang làm, đúng không? Chúng ta đọc báo cáo là chúng ta đây, mình chỉ cho mọi người để mọi người biết này. Được rồi. Đây. Đây là quy hoạch. Màu tím này là đã có quy hoạch. Còn đây này. Đây, đã có quy hoạch. Màu đỏ này
Và sườn màu đỏ, cái này là quy hoạch tương lai này. Đấy, đây là cụm, đây là cụm này. Đấy. Hai cái nhà thì đây là khu này, đây là khu tương lai này. Màu tím này là đã có này, mình chỉ cho cái đã có để cho mọi người nhìn, mọi người tham khảo nhé. Hiện trạng này, đây hiện trạng đây, cái này là đã triển khai này, cái này triển khai này. Đấy, chúng ta nhìn thấy triển khai không? Đấy. Thì chúng ta nhìn thấy là gì? Rất nhiều cái khu công nghiệp cùng trên cái dẻo này. Ăn theo cái con đường gì? Ví dụ con đường này là con đường số 2, con đường này là đường đi Hà Nội. Đây, con đường này. Đấy, có cả nút giao đường vành đai này. Đấy, chỗ này là chưa làm này. Con đường này đi qua luôn, đây là khu nghiệp Yên Nư. Chắc mọi người biết khu nghiệp Yên Nư đúng không? Biết khu nghiệp Yên Nư không? Chắc biết đúng không? Đấy, anh em đầu tư Bắc Giang sẽ biết được điều đó. Rồi là đây, có phải là đều trục hôm trước ngày xưa mình có nói là Bắc Giang giống như chữ X. Chữ X ở đây. Thế đấy, vùng lõi đây, vùng trung tâm Bắc Giang đây chạy theo hai song song hai con đường. Hai con đường. Đây. Đây cao tốc lên này. Đấy, đường cao tốc lên này. Nút giao quốc lộ 17 này. Đấy, đường lên này. Còn đường thứ hai là đường lên qua thành phố này, có đường tàu này. Đấy. Đó nhìn thấy chưa? Thế cùng là Tân Yên. Cùng là Tân Yên, đây là xã Việt Yên nhá. Cùng là khu vực này đi chẳng hạn. Nhưng khu vực này lại không có gì. Đúng không? Không có gì. Hoặc là khu vực trên phía này lại không có gì. Khu vực trên phía này cũng không có gì. Lục Nam, đây Lục Nam thì mình có đất ở chỗ này này. Ở chỗ Lan Mẫu này. Đấy, mình có đất, cá nhân mình có đất ở đấy. Đấy, có rất nhiều những quy hoạch khu công nghiệp ở đây. Đấy, cho chúng ta nhìn thấy hiện trạng màu đỏ là cái đang phát triển rồi, đã triển khai rồi đấy, đã hoạt động rồi đấy. Đấy, thì chúng ta nhìn đây, đấy, các cái hoạt động rồi này. Đấy, chúng ta nhìn đây, Tiên Sơn, Ninh Sơn này, đây, khu công nghiệp của Quang Châu đây, Quang Châu hoạt động rồi đây, các mỏ này hoạt động rồi đây, đây hoạt động rồi này, hoạt động này. Rồi chỗ nào hoạt động nữa? Đấy, chỗ này hoạt động này, đúng chưa? Đấy, mấy cái chỗ này. Cho nên là công nghiệp chỗ này họ đang đánh sóng rất là to, sóng sánh cực kỳ to luôn. Chỗ này hoạt động này. Đấy, cô là Song Khê Nội Hoàng đây, nhiều người đầu tư ở Song Khê Nội Hoàng đây. Đấy. Thì chúng ta nhìn nhận là trọng tâm của Bắc Giang là chỉ bốn cái quyệt này theo những cái con đường này. Đấy, chúng ta nhìn như thế để chúng ta đưa ra cái chiến lược là a, có đầu tư theo khu công nghiệp, đầu tư theo khu đô thị thì chúng ta cũng phải đi vào đây. Chúng ta cũng sẽ phải đi ở đây. Rồi là gì? Các cái vùng phát triển. Ví dụ như là số 1. À không, cái này số 1, cái số 1 màu đỏ cơ. Đây là mình. Đây số 1 này. Đây là lên là quy hoạch lên thành phố đô thị loại 1 này. Rồi là gì nữa? Đây, loại 4 này là lên thị xã này. Đây là thị xã Hòa nhưng mà lên loại 4 này. Đấy, được chưa? Rồi thị xã Việt Yên này, số 3 này. Là lên cái thằng này thì hơn thằng này này. Thằng này là hơn thằng này. Thằng này là gọi là Hiệp Hòa Phố Thắng đấy. Phố Thắng ở đây. Đấy thì cùng nhìn vào đây thôi nhưng mình nhìn rất nhiều những cái điểm để chúng ta đầu tư. Hoặc là chỗ này đầu tư theo du lịch sinh thái ở đây. Khu đô thị dịch vụ Nham Điền này ở đây. Vài cái quan trọng chúng ta phải đọc được ra là bao nhiêu khối lượng, bao nhiêu quy mô, bao nhiêu thời gian nào để triển khai. Đấy cho chúng ta nhìn. Nên là đầu tư thì cứ rẻ này mà đầu tư. Thì chúng ta phải kiểm điểm lại xem là những cái lô đất của chúng ta hiện nay nó đang là ở gần khu này hay xa khu này không. Đấy, gần những cái khu công nghiệp đã có sẵn rồi, khu công nghiệp Bình Chánh này, gần những khu công nghiệp này đang có sẵn rồi hay không. Đấy, gần Vân Trung không. Đấy, Vân Trung mở rộng này, Bình Chánh mở rộng là cùng khu công nghiệp Việt Hàn này. Đấy, đấy, tất cả chỗ mở rộng này. Rồi là Song Khê Nội Hoàng đây, đấy, trung tâm logistics đây, đúng không? Và khu công nghiệp Quang Châu mở rộng này. Đấy, khu Quang Châu có sẵn này, Quang Châu mở rộng này. Đấy. Đấy, khu công nghiệp Tiên Sơn này chưa hoạt động này. Đấy, khu công nghiệp Hòa Phú này mở rộng sang là Hòa Phú bên cạnh này. Thì chúng ta xem là đất của chúng ta có nằm trên dẻo này không, để chúng ta đưa ra cái tiến trình cho đầu tư. Còn đây là những cái quy hoạch khu công nghiệp đang có sẵn, có quy hoạch rồi nhưng mà khả năng là đang chuẩn bị triển khai xây thôi. Thì có các con đường này, giao thông này. Đấy, có giao thông này, đất là giao thông mà mọi người hiểu. Thế bây giờ mọi người tìm đến chỗ này để mọi người tìm hiểu xem là giá nó bao nhiêu so với khu khác. Nếu mà đầu tư cùng cái dạng quy hoạch thì để so với dạng cùng quy hoạch với nhau, sau đó mới so sánh đến cái dạng
đã triển khai, đã hoạt động để xem là sự chênh lệch bao nhiêu. À, cái chỗ mà triển khai nó chỉ có 10 triệu nhưng mà cái chỗ mà chưa triển khai đã 8 triệu thì dạy gì mình đi mua cái chỗ mà nó quyền tương lai, mình mua cái chỗ 10 triệu là đã hoạt động ngon hơn nhiều chứ, đúng không? Còn nếu mà cái cùng cái chỗ quy hoạch, quy hoạch chỗ này hoặc là quy hoạch chỗ này, hai thằng này so sánh với nhau, cái thằng nào quy hoạch thằng này là quy hoạch chưa có được duyệt này, đúng không nhỉ? Thằng này là quy hoạch chưa, thằng này là quy hoạch được này, cái màu này là hai cái, thì cái giá thằng này 7 triệu và giá thằng này cũng 7 triệu hoặc là 8 triệu để mua thằng này nó ngon hơn chứ, và thằng này gần cũng thế cho trọng điểm chẳng hạn, đúng không? Hoặc là chúng ta so sánh được quy mô nữa, xem là quy mô ở đây như thế nào, đúng không? Rồi cùng là chỗ quy hoạch nhé. Thế quy hoạch chỗ này đây, quy hoạch khu đô thị dịch vụ Hòa Viên này đi chẳng hạn, chỗ này là 7 triệu đi, chỗ này cũng là 7 triệu thì mình mua cái 7 triệu chỗ này là ngon hơn chứ, đúng không? Gần Bắc Ninh, gần Hà Nội, trục về Hà Nội nên sẽ tốt hơn. Thì đấy là cái định hướng không gian phát triển và các vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Bắc Giang sẽ chú trọng, sẽ tập trung để phát triển trong giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050. Thì chúng ta cứ đầu tư theo cái vòng tròn này, càng dần thì càng lan ra đấy. Và những cái chỗ ví dụ một khu công nghiệp có sẵn rồi thì chúng ta đầu tư cách đấy khoảng 1-2-3 cây, 5 cây đấy, cứ mở rộng ra và mỗi một lần mở rộng cái bán kính thì cái giá bất động sản nó phải giảm đi đấy. Thì các bạn tìm hiểu điều đó để các bạn đưa ra cái chiến lược đầu tư nhé. Đấy, các bạn mà cần hỏi điều gì, cần chưa hiểu cái điều gì, bởi vì video có thể là mình nói nhanh, có thể là mình nói tắt, có thể là mình nói nó chưa được gãy góc lắm, thì các bạn chưa hiểu điều gì thì các bạn có thể hỏi, các bạn chưa biết điều gì thì các bạn có thể comment hỏi, và các bạn muốn vào cộng đồng đầu tư của mình thì các bạn cũng có thể comment để các bạn trợ lý sẽ hỗ trợ, đúng không? Và các bạn muốn đóng góp thêm điều gì thì các bạn comment. Và cuối cùng thì mình chúc tất cả các bạn sẽ đầu tư thắng lợi, đầu tư có lợi nhuận và đầu tư có tiền. Đấy, và đầu tư an nhàn thư thái, và an toàn là số 1, lợi nhuận là số 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.